Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2022, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang được chào đón một đoàn khách hàng có địa chỉ tại Linh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội đã về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để chốt và sở hữu một chiếc quạt có sải cánh 35. Chiếc quạt này là một chiếc quạt na đảo gió toàn thân gang sắt. Cửa hàng cũng đã thông báo chi tiết hàng về rồi. Ngày hôm nay thì là ngày nghỉ, các anh cũng đã rẽ qua cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và sở hữu sản phẩm. Và các anh cũng là những vị khách hàng thường xuyên ủng hộ những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Thì do tính chất công việc của mỗi vị khách hàng, cửa hàng không muốn đăng những vị khách hàng có mặt trực tiếp tại đây, chỉ thông báo những sản phẩm của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh được rời khỏi cửa hàng mà thôi. Vậy mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn sẵn hàng và đầy đủ các modem để cho quý khách hàng lựa chọn. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đoàn khách hàng có địa chỉ tại Linh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội đã có mặt trực tiếp tại đây. Giấu hình mà lại đi vào đấy rồi. Vâng, cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. Vâng, đây cũng không phải là chủ ngồi bên cạnh.